Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Euro. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung Euro mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh bên tay phải màu đỏ của các bác để không bỏ lỡ các video clip của Shop Kiên Trung được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube. Các bác nào đang xem mà đã đăng ký kênh thì hãy cho Kiên Trung một nút like để những cái video như thế này lan tỏa đến được nhiều anh em chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn các bác. Và trong ngày hôm nay thì Shop Kiên Trung lại tiếp tục hàng về được một số cặp loa của Nhật. Trước mặt các bác là bốn cái cặp loa đều của đến từ Nhật Bản. Đầu tiên thì Shop xin giới thiệu với các bác hai cặp loa của hãng Pioneer. Đây là một trong hai cặp loa dáng cây của Pioneer. Có cái model là Pioneer 77 tờ win và 77 tờ win SD. Tiêu chung hai cặp loa này thì nó có hình thức và cấu hình gần giống nhau. Nó chỉ một cái điểm khác duy nhất là cái chép. Thì con tờ win trơn thì là chép đom. Còn con tờ win SD thì nó là chép kèn. Về hai cặp loa này thì nó có màu vân gỗ. Cả mặt trước mặt sau vân gỗ hết các bác nhá. Cao 96 cm, rộng 28 và sâu 38 cm. Loa rất là nặng, 29 kg một chiếc, sở hữu là hai bát 20 và một chép, được phân chép được phân bố ở ở ở giữa thân thùng, và loa thì có lỗ thở ở phía đằng sau, tí nữa em sẽ quay trực tiếp cho các bác. Hai cặp loa này thì về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc, căng lưới đầy đủ. Về cặp loa thứ nhất em sẽ quay cho các bác xem. Đây là nóc loa rất đẹp luôn. Shop em vừa mới khui ra đây, vẫn đang tiếp tục khui nữa. Nhưng mà trước mắt thì em giới thiệu bốn cặp loa này trước. Nóc rất là đẹp luôn, góc cạnh đẹp. Loa nặng 29 kg một chiếc. Màng giấy tổng hợp và gân vải các bác nhá. Con 77 tờ win thì nó có hai cái tem đồng phía dưới. Đó. Hai tem đồng phía dưới. Thùng gỗ lạng cực nặng luôn. Bác nào yếu thì không thể bê được cặp loa này. 29 cân một chiếc. Với cặp loa 77 tờ win này thì shop em đang bán cho các bác với giá là 9 triệu đồng các bác nhé. 9 triệu đồng cho cặp loa 77 tờ win đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản, căng lưới đầy đủ. Đây cái lưới của nó đây, lưới màu nâu các bác nhé, màu theo màu thân thùng luôn. Đấy. Lưới màu nâu theo màu thân thùng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Vì nó có cái tem ở phía dưới đây rồi thì nên là lưới nó sẽ không có tem ở trên lưới. Góc cạnh rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xem. Đây. Hai chiếc như một. Hai lỗ thông hơi rất là lớn ở phía sàng sau. Cầu loa thì đánh BY. Đây, cầu loa đánh BY luôn các bác ạ. Cầu loa đánh BY luôn. Và sang cặp thứ hai là cặp 77 tờ win SD, cũng gồm hai bát 20 và một chép kèn ở giữa. Cái tem của nó được in thẳng vào luôn thân thùng. Loa thì có khối chân đế cao khoảng 5 cm dính liền với thùng. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Với cặp loa 77 tờ win SD này thì shop Kiên Trung để cho các bác giá cực tốt luôn, 9,5 triệu đồng cho cặp loa này. Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát. Cấu hình của cặp loa này thì công suất của nó là 150W một một chiếc. Tổng cộng là 300W một cặp này. Bây giờ quay đằng sau cho các bác xem, thùng rất là sâu các bác nhá. Các bác nhìn đây này. Các bác nhìn cái thùng rất là sâu, 38 cm. 37 38 cm.
Đây để em quay trực tiếp cho các bác này. Loa thì đánh BY được các bác nhé. 150W một chiếc, trở kháng 6 ohm made in Japan. Đối với những cặp loa như thế này thì các bác có thể đánh vào những con âm ly của Sansui, công suất từ khoảng 200 đến 250W, và thêm một cái vang nữa là các bác có thể hát hò thoải mái luôn. Với cái dáng cây này thì các bác kê trong những căn phòng mà có diện tích không được rộng rãi như chung cư, hay là những cái căn phòng tầm từ 25m² trở lại thì rất là đẹp luôn, nghe hay bầy đẹp. 77 tờ win giá 9 triệu đồng và 77 tờ win SD là giá 9,5 triệu đồng. Sang cặp loa thứ ba là cặp loa đến từ hãng Diatone. Con này thì đã rất quen thuộc với nhiều các bác rồi. Diatone DS77HR. Bass 32cm màng carbon, trung 16. Và con chép đom rất lớn, kiềng loa vẫn còn rất là sáng các bác nhé. Sáng nguyên bản luôn các bác nhìn xem. Em chưa có lau chùi gì đâu, vẫn còn mạng nhẹ luôn này. Đó, vẫn còn lau cái sạch ngay các bác nhé. Màng carbon này, độ động loa rất là tốt đấy. Đây, các bác nhìn kiềng loa nó sạch tinh như thế này, mà lau chùi đi là rất là đẹp luôn. Cặp loa thì có chiều cao là 68cm, chiều rộng là 38, chiều sâu là 30cm cả lưới. Công suất là 230W một chiếc, trở kháng là 6 ohm. Con này trở kháng là 6 ohm, em nhớ không nhầm, trở kháng 6 ohm. Đây. Rất là đẹp luôn. Chữ còn sắc nét. Bên em chỉ cần lau qua một chút là những cặp loa như này là sạch tinh luôn. Cặp loa Diatone DS77HR thì shop Kiên Trung để cho các bác với giá rất tốt này. 8,2 triệu đồng cho cặp loa này. 8,2 triệu đồng cho cặp loa Diatone 77HR. Con này thì nghe nhạc và nhất là hát karaoke tiếng cực sáng luôn. Nó thuộc cái dòng đời 77 này thì tất cả những con đời 77 của dòng Diatone đều có thể hát được vì công suất của nó là 230W một thùng. Và cuối cùng thì giới thiệu với các bác một cặp loa cổ. Cặp loa đến từ hãng Hitachi. Hitachi hay là còn có cái tên thương mại khác gọi là LOD. Với cặp loa này thì nó là màu vân gỗ các bác nhá. Cao 68, rộng 38 và sâu cũng 30cm. Nó sở hữu gồm 3 đường tiếng, một bát 25, một trung giấy là 12, và đặc biệt nó là một cái chép còi nhôm các bác nhá, nhôm đúc liền khối luôn. Ở trước có cái tán âm của cái con chép này. Thì nói về cái dòng Hitachi này thì nổi tiếng nhất của dòng Hitachi mà dòng loa cổ thì đó là Hitachi HS500. Cái cặp HS500 ấy thì nó có một bát là 20cm và một con chép còi. Và đây chính là con chép còi mang thương hiệu của hãng Hitachi mà được lắp trên cái cấu hình của Hitachi HS500. Cái cặp HS500 thì trên thị trường bây giờ cũng còn rất là hiếm. Và đợt tới thì shop Kiên Trung cũng sẽ có hai cặp được cập bến. Và với cái giá của những cặp loa cổ và loa hiếm như thế thì nó phải là trên 15 triệu đồng các bác nhé. Trong khi đó cái cặp loa này thì sở hữu một con chép của nó rồi. Và giá là cực kỳ êm ái luôn các bác. Cặp loa Hitachi HS420 shop Kiên Trung để cho các bác với giá 6,5 triệu đồng. Rất đẹp luôn các bác nhé. Lưới là lưới vải đây này, rất đẹp luôn. Đúng loa cổ nhưng mà những dòng loa cổ mà được nó còn sắc nét như thế này thì cũng không phải là kiếm là lúc nào cũng có đâu các bác ạ. Gồm hai tinh chỉnh đây, hai tinh chỉnh cho giải mic và giải chép. Sau đây thì em sẽ quay qua đằng sau cái của hai cặp loa này để cho các bác xem cái độ mới của nó như thế nào.
Rất đẹp luôn các bác này, sạch tinh luôn. Tuy nhiên nó là loa cũ nên là không tránh khỏi những cái hơi chảy xước một chút ở cái góc này. Thì cái này thì nó rất đơn giản thôi. Đây, cặp loa Hitachi đây, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Trên đây là bốn cái cặp loa mà Sốc Kiên Trung mới giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay. Thì em báo giá lại lần nữa cho các bác nhớ được. Thứ nhất là cặp loa số 1 Pioneer 77 SD, giá 9 triệu đồng. Cặp thứ hai là cặp 77 Twin SD, giá 9,5 triệu đồng. Cặp loa Diatón 77 HR Sốc Kiên Trung bán với giá là 8,2 triệu đồng. Và là cặp loa cuối cùng là cặp loa Hitachi HS 420, cặp loa cổ Sốc Kiên Trung để cho các bác với giá 6,2 triệu đồng. Mọi chi tiết giao dịch mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình, hoặc đến ngõ 562 Phú Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp xem và test sản phẩm. Các bác nào ở xa thì inbox cho Kiên Trung theo Zalo số điện thoại trên, và Sốc Kiên Trung sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video test để các bác có thể lựa chọn. Video của ngày hôm nay, shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Em xin lưu ý một điều, tất cả cái giá trên của Sốc Kiên Trung là giá không bao gồm phí vận chuyển. Các bác đặt cọc cặp loa nào thì hãy inbox cho em và đặt cọc cho em với những cặp loa nặng như này từ 1 triệu đồng trở lên. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.